Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Cường Cúc Kết sẽ chia sẻ với các bạn cách làm kim chi tại nhà. Thì cứ chỉ còn vài ngày nữa là Tết rồi, nên là Cường Cúc Kết rất muốn chia sẻ với các bạn cái công thức và cách làm rất là đơn giản. Đây cũng là một trong những món mà mình nhận được rất nhiều yêu cầu của các bạn, là hướng dẫn làm kim chi tại nhà, kim chi Hàn Quốc ha các bạn. Đây là mình mới làm xong 2kg luôn nè, các bạn nhìn thấy ngon không? Thì với cái kim chi tự làm tại nhà như thế này á, thì các bạn có thể để khoảng 1 ngày rưỡi đến 2 ngày ở bên ngoài là nó sẽ chua, mình có thể ăn được nha, rất là nhanh. Mà làm ở nhà thì nó lại an tâm cho sức khỏe hơn, rồi nó rẻ hơn nữa. Ví dụ như với 2kg kim chi các bạn mua bên ngoài á, ít nhất là cũng phải 200-300 ngàn. Nhưng mà các bạn làm ở nhà thì giá tiền nó chỉ khoảng 1/3 thôi, rất là rẻ. Đó, sau khi mà mình thoa cái hỗn hợp và ớt lên á, thì bây giờ mình sẽ cho nó vào trong hũ và các bạn để khoảng ngày rưỡi 2 ngày nha. Là mình đã có kim chi mình ăn Tết rồi. Đó, những cái bẹ kim chi này các bạn thấy có ngon không? Nếu như mà trước giờ các bạn làm kim chi chưa thành công, hay là các bạn muốn làm kim chi cho dịp Tết sắp đến đó, thì hôm nay Cường Cúc Kết sẽ chia sẻ cho các bạn cái công thức và cách làm để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm kim chi á, thì các bạn kim chi Hàn Quốc á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình đầu tiên là bắp cải, cải thảo á các bạn. Đây là bắp cải thảo nè. Thì với cái lượng người dùng hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái công thức rất là chuẩn luôn. Bữa trước mình, năm ngoái mình cũng có làm rồi, nhưng mà cái công thức đó chưa có chuẩn lắm. Thì nhiều bạn có comment góp ý cho mình á, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn công thức chính xác luôn ha. Thì với hai cái ký bắp cải này á, một cái này nó là 1 ký mốt nè, ký mốt 40, và cái này nó là 8 lạng. Thì coi như là 2 ký nha các bạn, 2 ký bắp cải thảo, 2 ký cải thảo. Thì khi mà các bạn mua thì các bạn cũng nên lựa những cái bắp mà nó tầm 8 lạng trở lên, thì nó dày, mình nói lại nó nhiều nữa, mình ăn nó sẽ ngon hơn là những cái bắp cải mà nó nhỏ. Bắp cải nhỏ thì cái cọng này nó mỏng các bạn, ăn nó không có giòn ha. Rồi, ok, thì đầu tiên là 2 ký bắp cải, cải thảo á, 2 ký cải thảo. Rồi ngoài ra nguyên liệu để làm kim chi á, thì các bạn cần cho mình là hẹ nè và hành. Thì hẹ thì thông thường mình mua một bó nhỏ như thế này, và hành cũng vậy luôn. Bây giờ mình sẽ cân hành với cân hẹ luôn cho các bạn có cái công thức chuẩn nha. Rồi bây giờ về cái hành và cái hẹ nè, hành hẹ nè, thì bây giờ mình sẽ cân cho các bạn xem. Hẹ là 100g nha các bạn, 100g hẹ. Rồi hành, 100g hành ha, 100g hành luôn. Thì hành hẹ thì người ta thường người ta sẽ bó sẵn một lạng như thế này cho mình, một lạng như thế này, người ta bán này mình mua trong siêu thị cúp mắt á. Rồi hành hẹ mỗi thứ một lạng nha các bạn, một củ cà rốt, củ này mình nghĩ chắc khoảng 3.5 lạng quá. Đó ha, khoảng 3.5 lạng một củ cà rốt to. Rồi hành tây thì các bạn dùng cho mình là 400g hành tây, mua 2 củ, lựa 2 củ to các bạn nè, 2 củ nè, nó cũng cỡ nhau ha. Một củ này nó là 200, thì 2 củ các bạn lựa cho mình khoảng 400g là ok. Rồi tiếp theo là một trái táo hoặc là một trái lê, thì táo lê các bạn lựa trái to là được rồi, không cần quan trọng cái định lượng lắm. Vì cái trái hôm nay mình dùng nó là 230g, 236g nè. À, các bạn cứ lựa một cái trái to, táo hoặc là lê. Rồi một cái nguyên liệu không thể nào thiếu được, đó chính là bột nếp. Đây là bột nếp ha các bạn. Bột nếp thì một lát nữa mình sẽ sử dụng khoảng từ 2 đến 3 muỗng canh. Nó tùy vào cái độ chua mà các bạn muốn. Ví dụ như mình muốn cho nó chua nhanh và chua nhiều á, thì mình dùng 3 muỗng canh. Còn mình muốn mà nó chua từ từ thì mình dùng 2 muỗng canh thôi. 2 muỗng canh các bạn vung lên. Muỗng canh á, mình hay dùng ở nhà là cái muỗng này, muỗng mình ăn cơm nhà ai cũng có nè. Chút nữa mình cũng sẽ cân, mình cân để cho các bạn biết là bao nhiêu gram. Nhưng mà mình nói trước, chút nữa mình múc cho các bạn xem. Rồi, tiếp theo là gừng, hành tím và tỏi. Gừng mình dùng một nhánh nhỏ, nhánh này chắc khoảng 50g quá. Khoảng 50g gừng. Đây các bạn ha, 50g gừng. Rồi một củ tỏi nè, và khoảng 4 củ hành tím. Rồi thì đó là điểm sơ những cái nguyên liệu của kim chi. Thì ngoài ra các bạn, cái nguyên liệu quan trọng nhất của cái món kim chi á, là cái ớt bột Hàn Quốc. Ớt bột Hàn Quốc này á, bây giờ người ta bán rất là nhiều. Các bạn có thể là ra chợ các bạn mua, những cái chợ mà lớn, tương đối lớn một xíu nó sẽ có bán. Hoặc là mình vào trong siêu thị cấp mắt mình mua, hoặc là Vinmart. Vinmart cũng có bán nha các bạn. Vinmart thì bây giờ bán cho Masan rồi, nhưng mà nó vẫn có bán cái ớt bột Hàn Quốc này. Nếu mà các bạn không tìm mua được ớt bột Hàn Quốc nữa, các bạn vẫn có thể dùng ớt bột của Việt Nam, của Ninh Thuận á các bạn. Thì nó cũng cho ra cái màu đẹp và cái vị của nó ít cay hơn. Còn các bạn dùng ớt bột truyền thống á, kiểu như của ớt ớt hiểm, ớt chỉ thiên đồ đó, thì nó sẽ rất là cay nha.
mình dùng lượng nhiều như thế này là mình ăn không được đâu, nó rất là cay. Còn cái ớt bột Hàn Quốc á, thì nó lại cho ra cái màu đẹp, và cái thứ hai nữa là nó ít cay hơn nha. Mình dùng cái hiệu là DH Food nè, Natural nè, thì mình mua hiệu nào cũng được hết, miễn là ớt bột Hàn Quốc là được rồi nha. Cái này mình mua trong siêu thị Co.opmart, người ta bán những cái hũ như thế này nó chỉ có 90 gram thôi, 90 gram mà rất dễ mua. Ví dụ như các bạn mua những cái bịch mà nó nửa ký hoặc là một ký á, thì khó mua, mua về mình là không biết làm gì, thì mình mua những cái hũ nhỏ như thế này cũng được, 90 gram, hai hũ là 180 gram. Rồi đường nè, muối nè, nước mắm và tương ớt. Đó, tổng cái nguyên liệu làm kim chi sẽ như vậy. Thì mình sẽ ghi lại cái công thức chi tiết trong cái phần mô tả của video nha, để các bạn bấm vào các bạn xem. Rồi bây giờ về cái thảo này, khi mà các bạn mua về á, mình bỏ đi những cái lá mà nó bị sâu nè, bị úa, bị sâu nè, bỏ đi. Rồi bây giờ mình sẽ bổ làm tư. À, các bạn dùng cái mũi dao các bạn cắt từ cái gốc, cắt từ cái gốc này nè, cắt xuống một phần, khoảng một phần ba thôi à. Cắt gốc xuống rồi các bạn xé đôi ra. Rồi tiếp theo thì các bạn cắt ra cho mình thêm một phần hai nữa. Xé ra. Đó thì mình sẽ được những cái gốc tư như thế này. À, tại sao mình không có cắt đôi ra rồi mình rắc muối lên mà mình phải cắt như vậy? Tại vì khi mà các bạn cắt đôi ra, các bạn thấy cái bẹ này của nó cong không? Thì khi mình rắc muối á, thì cái phần muối nó sẽ rớt vào trong cái lõi này nhiều nhất, mà cái trên lá này nó không có bám được. Nên là cái chỗ cải thì chỗ mặn mà chỗ nó không mặn, nó sẽ không ngon. Các bạn nên cắt ra một cái gốc tư như thế này nha. Nên cắt ra một cái gốc tư như thế này rồi mình rửa giống như các bạn rửa rau bình thường thôi. Rồi sau đó mình mới tới công đoạn là mình rắc muối. Ở nhà làm thì mình khuyên các bạn là các bạn cắt sẵn ra luôn, cắt ra từng miếng như thế này luôn. Cắt ra xong rồi, ở một lát mà các bạn có trộn với lại muối hay là các bạn có trộn ớt á, thì nó cũng dễ hơn, và mình ăn ở nhà nó cũng tiện hơn. Còn mình để nguyên một cái bẹ như vậy để mình muốn chụp cái hình cho nó đẹp, chứ còn mà làm ăn ở nhà thì không nên nha các bạn, không nên để nguyên bẹ như thế này, rất là mất công. Cải thì chủ yếu là cái phần lá nhiều khi nó dính cát á, chứ còn cái phần bẹ bên trong thì nó cũng tương đối là nó sạch rồi ha. Nhưng mà mình cũng chắc ăn là mình rửa, mình ngâm muối đi, ngâm muối khoảng 5 phút 7 phút gì đó cho nó sạch. Rồi cái cải sau khi mà các bạn đã rửa sạch sẽ rồi thì mình để ra rổ cho nó ráo nước. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái muối để mình rắc lên cải. Thì với hai cái cải các bạn dùng cho mình là 400 gram muối nha. 400 gram muối mình dùng cái chén này để mình đong nè, cái chén ăn cơm ở nhà đó, để ví dụ như nhà các bạn không có cân á, các bạn dùng cái chén cũng được. 400 gram nghĩ là nó sẽ đầy chén. Hai các bạn ha, khoảng một cái chén ăn cơm ở nhà các bạn đong cho nó đầy một chén muối cho mình, một chén gạt ngang á. Đó là cái lượng muối như vậy đủ để mình làm cho 2 kg bắp cải nha các bạn, 2 kg hoặc là hơn 2 kg một xíu cũng được. Khoảng 2 kg 2 cũng được nha. Đó, muối thì các bạn dùng muối ở nhà mình ăn bình thường thôi cũng được, muối iốt cũng được, thì không thì các bạn dùng muối biển là sẽ tốt nhất, muối biển thì nó ít mặn hơn. Bây giờ thì từng cái bẹ như thế này các bạn sẽ rắc muối vào ha, các bạn hút một cái nhúm muối các bạn rắc cho nó đều vào, cứ như vậy các bạn lật từng bẹ ra các bạn rắc muối vào cho mình. Đó, rất là dễ luôn không các bạn. Khi mà rắc á, thì các bạn cố gắng là mình rắc nó cao tay một chút. Rắc cao tay á, để những hạt muối nó rớt xuống á, nó sẽ chảy đều ra hết cái bẹ bắp cải, chứ nó không có dồn cục lại một chỗ. Ví dụ như các bạn mà rắc như thế này nè, thì nó sẽ dồn cục lại một chỗ ha. Còn mình rắc cao lên thì những hạt muối á, nó văng đều ra hết, nó văng đều ra hết. Thì cái cải của mình nó sẽ được muối đều, nó không có chỗ mặn, chỗ nhạt. Đó, rất là dễ ha các bạn. Thời gian mà để mà mình ủ muối cái bắp cải á các bạn, nó cải thảo á, nó khoảng 3 tiếng nha, 3-4 tiếng gì đó nó mới mềm được.
Sau khi mà các bạn rắc muối rồi á, thì bây giờ đến cái công đoạn là mình ủ cho cái cải nó mềm, nó xìu xuống. Thì mình cứ việc để trong cái thau như thế này. Cẩn thận hơn thì các bạn lấy cái rổ hay cái gì các bạn đậy lại là được rồi ha. Mình để trong nhà cũng được, khỏi cần đem ra ngoài ha. Mình ủ khoảng 3-4 tiếng nha các bạn, 3-4 tiếng cái cải nó mới mềm được. Tại vì ví dụ như cái cải này mà các bạn mua nó dày á thì có thể nó sẽ lâu hơn, nhưng mà nếu mà mua mỏng thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà mỏng quá thì ăn nó không ngon, nó không giòn nha. Thời gian ủ khoảng 3-4 tiếng. Rồi bây giờ trong thời gian mà chờ cái cải ủ á, thì cải cho nó mềm xuống, thì bây giờ mình sẽ đi pha cái hỗn hợp bột nếp, nước mắm và đường. Thì bây giờ nước mắm thì các bạn sẽ cho mình vào đây là một muỗng canh nước mắm. Rồi cho thêm nửa muỗng nữa nha các bạn, một muỗng rưỡi nước mắm thì nó khoảng là 60 ml. Với một muỗng rưỡi nước mắm thì các bạn sẽ cho mình là một muỗng rưỡi đường luôn, để mình đông cho các bạn dễ thấy. Nếu mà nhà các bạn không có cái cân thì các bạn dùng cái muỗng như mình nha, muỗng canh á, nhà các bạn ăn canh á, một muỗng nè, dùng cho thêm nửa muỗng nữa. Ok ha, bây giờ là 115, cho nó 120 đi, thì là 60g nước mắm và 60g đường nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ cho bột nếp, mình cũng dùng cái muỗng ăn cơm luôn, mình múc hai cái muỗng vuông lên, hai cái muỗng vuông bột nếp lên. Thì với hai cái muỗng vuông này thời gian chua nó khoảng 2 ngày nha các bạn. Nhưng mà ví dụ như các bạn múc thêm một muỗng nữa, ba muỗng, thì thời gian chua nó rút ngắn xuống còn khoảng ngày rưỡi à, nó đã chua rồi, mình có thể ăn được. Thì hồi nãy là 120 ha, bây giờ hai cái muỗng này nó là 72, là khoảng 50g bột nếp. Rồi bây giờ các bạn cho mình vào đây là 500ml nước. Thì các bạn cứ lấy chai nước suối Aqua hay là Lavi á, mình đông một chai đầy nước là mình biết là 500 rồi. Đây các bạn bật lửa lên, lửa nhỏ thôi các bạn vừa nấu các bạn vừa khuấy như thế này để cho cái bột nếp nó chín ha. Khi mà nó chín thì các bạn thấy nó sẽ sệt lại và nó trong mà nó chín rồi. Đó, khi mà các bạn nấu mà các bạn thấy cái bột nếp của mình nó sánh là như thế này nè, nó đặc và nó trong rồi nè, các bạn thấy không, như hồ vậy đó. Là lúc này cái bột nếp nó chín rồi, thì mình sẽ để nguội chút nữa mình mới trộn được với lại ớt rồi những cái gia vị khác để mình muối cái làm cái kim chi nha. Chứ còn nóng như thế này mà các bạn làm luôn là nó bị hư á. Chờ cho nó nguội đi. Rồi bây giờ về cái hành tây này nè, thì các bạn cắt nhỏ ra, chút nữa mình xay nhuyễn nha các bạn. Cắt nhỏ ra mình xay cho nó dễ. Hành tây, gừng và hành tím các bạn cứ cắt nhỏ ra rồi mình xay. Trường hợp mà ví dụ như các bạn muốn bào sợi để khi mà mình ăn mình cắp được những cái sợi gừng nó cay cay á, thì các bạn cắt sợi mỏng á các bạn, còn không thì mình xay luôn cũng được. Xay luôn ăn thì nó sẽ có cái mùi thơm. Táo thì chút nữa mình cũng xay luôn ha các bạn, xay chung với lại cái này luôn, khỏi gọt vỏ cũng được, bỏ hộp thôi. Về cái phần hành và hẹ thì các bạn cắt khúc ra, mỗi khúc nó dài khoảng 4cm ha các bạn, 3-4cm gì đó. Cà rốt thì mình cắt sợi ha các bạn. Thật ra cái kim chi này các bạn có thể làm rất nhiều loại rau củ quả. Ví dụ như các bạn lấy cái củ cải trắng mà mình làm theo cái công thức kim chi này vẫn được. Hoặc là mình dùng hành không, kim chi hành cũng được. Mình cho vào trong cái thau hành hẹ luôn ha, chút nữa mình sẽ trộn chung lại với nhau. Rồi bây giờ mình sẽ xay nhuyễn cái phần hành tây, hành tím, tỏi, gừng và táo nha các bạn. Cho hết vào trong cái máy xay nè. Táo thì các bạn không cần phải gọt vỏ nha, mình để nguyên vỏ như thế này luôn. Rồi nếu như mà cái máy xay của các bạn nhà mà nó tốt á, thì nó có thể xay nhuyễn hết mà nó không cần cho thêm nước. Nhưng mà trong trường hợp một số cái máy xay mà nó yếu á, thì nó cần phải cho thêm một xíu nước vào nha các bạn, cho khoảng 50-70ml nước là được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ xay nhuyễn cái hỗn hợp này. Rồi sau khi mà mình xay nhuyễn cái hỗn hợp táo, tỏi, hành tím nè, mình cho vào trong cái thau, mà trong thau này thì đã có cà rốt, hành và hẹ rồi nha các bạn, cho vào đây luôn.
cái mùi nó xay ra rất là thơm. Hành tây các bạn, hành tây với gừng á xay ra rất là thơm luôn. Rồi các bạn cho cái phần bột nếp đã nấu vào đây. Rồi tiếp theo thì tương ớt thì mình sẽ cho là 2 muỗng canh tương ớt. Cho thêm 2 muỗng canh tương ớt nữa thì nó sẽ có cái màu rất là đẹp nha các bạn. Rồi cuối cùng là cái ớt bột Hàn Quốc thì mình sẽ cho hết 180g vào đây luôn. Rồi bây giờ các bạn trộn đều cái này lên. Nó ví dụ như ớt bột Hàn Quốc á, mà các bạn dùng 200g á, thì nó cũng không có cay nhiều. Nhưng mà ớt ta mà các bạn dùng 200g mà nó rất là cay luôn, ăn không được luôn á. Ví dụ như ở một số cái công thức người ta có sử dụng thêm cái mắm tép á, thì các bạn cũng có thể cho mắm tép vào trong cái bước này luôn nha các bạn. Để mình trộn cùng với hành hẹ nè. Chút nữa mình sẽ trét vào trong cái cải thảo. Rồi bây giờ về cái cải, sau khi mà các bạn đã để được khoảng 4 tiếng rồi, các bạn thấy lúc này nè, nó rất là mềm ha, mà nó dẻo nữa. Đó, nó mềm, nó dẻo như thế này. Thì bây giờ mình xả lại với nước lạnh nha các bạn, cho nó hết đi cái muối này. Thì mình làm kim chi ăn nó mới ngon. Còn nếu mà mình xả không có hết cái muối, mình ăn nó sẽ rất là mặn. Hay các bạn lưu ý nha, mình phải xả lại nước lạnh. Xả nước lạnh rồi các bạn để ráo đi. Nó phải dẻo như thế này mới được nha các bạn. Chứ nó còn giòn là mình không có muối được đâu, hoặc không có làm kim chi được đâu. Khi mà các bạn xả cái muối thì các bạn cũng nhớ nha, mình rửa tô trong từng cái bẹ luôn nè các bạn. Tại vì nếu mà mình không có rửa trong từng cái bẹ, nhiều khi cái muối nó còn đọng lại, rồi các bạn muối cái kim chi nữa, mà qua mấy ngày thì cái kim mẻ kim chi của mình nó sẽ bị mặn đi. Nhớ nha, mình rửa trong từng cái bẹ luôn cho nó sạch muối. Rửa xong rồi các bạn nhớ vớt ra rổ để ráo nha, mình đừng có để cái nước nó thừa nó nhiều quá thì cái kim chi mình nó lại bị loãng. Đó, rửa xong thì các bạn cho nó vào rổ và các bạn nhớ là úp nó xuống nha, úp cái bẹ cải xuống nè để cho nó chảy nước xuống. Làm mấy kim chi này mà nhà ai có cái thau bự á, làm sướng lắm, nhanh. Các bạn cứ việc xả nước vào đầy thau rồi các bạn nhúng cải vào, các bạn rửa một lần một à. Rồi thì đây là cái công đoạn cuối cùng. Thì với cái công đoạn này các bạn chỉ cần là lấy cái hỗn hợp ớt nè, hành, tỏi, xay, cà rốt đồ đó, các bạn thoa nó vào từng trong cái lá kim chi nè, cái thảo á ha, các bạn chét nó vào. Chét đều ha các bạn ha. Xong rồi thì mình cho nó vào trong hũ thôi và các bạn đậy kín lại. Thì với cái kim chi mà làm theo đúng như công thức chuẩn của mình chia sẻ đó, thì với khoảng 2 ngày hoặc là có khi là 1 ngày rưỡi, tại vì nó tùy vào cái thời tiết. Ví dụ như vào những cái ngày cuối Tết ở trong miền Nam này thì mình thấy nó cũng hơi nóng, nên là có thể là 1 ngày rưỡi các bạn là nó đã chua rồi. Thì sau khi mà chua thì các bạn sẽ cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh, các bạn để thì các bạn có thể để được 1 tháng hoặc là 1 tháng rưỡi luôn. Nó kìm hãm cái độ chua lại. Chứ còn nếu mà nó đã chua rồi mà các bạn để bên ngoài nữa thì nó sẽ càng chua hơn. Lúc mà mình ăn nó sẽ không ngon. Thực ra làm kim chi ở nhà nó cũng rất là dễ và cái giá thành thì nó rẻ hơn so với các bạn đi mua bên ngoài rất là nhiều. Ví dụ như mình làm đây, tổng cái số tiền mình hôm nay mình làm 2 kg nó khoảng 120 mấy ngàn ha, 120 mấy ngàn. Nhưng mà các bạn ra bên ngoài các bạn mua 2 kg kim chi á, ít nhất là cũng phải 300 ngàn trở lên, nó đâu có rẻ đâu. Nên là ví dụ như bạn nào mà thích ăn kim chi thì có thể tham khảo cái công thức và cách làm của mình nha. Thông thường khi mà người ta làm kim chi bên ngoài các bạn, người ta sẽ làm theo một cái công thức chung, mặn ngọt gì đó nó chung luôn. Thành thử ra nhiều gia đình ăn thì cũng không có hợp với khẩu vị nữa. Các bạn tự làm như thế này nè, các bạn nêm nếm, miễn sao là nó vừa với khẩu vị của các bạn là được nha. Tết này nhớ làm kim chi ăn nha các bạn. Kim chi này mình ăn với lại thịt kho nè, hoặc là mình cuốn bánh tráng, mình ăn không cũng ngon. Nấu canh cũng được, nấu canh nấu lẩu gì cũng ngon hết. Sau khi mà mình thoa ớt lên rồi á, bây giờ mình xếp nó vào trong hũ, trong hộp gì cũng được nha các bạn. Có hũ thì mình xếp trong hũ, còn không hũ thì mình xếp vào trong cái hộp này. Rồi các bạn đậy lại, mình sẽ để bên ngoài chỗ nhà bếp của mình bình thường thôi. Mình để khoảng 1 ngày rưỡi đến 2 ngày thì nó sẽ lên men và nó chua. Nó khi ăn thì các bạn cắt ra. Nên là ban đầu mình khuyên các bạn là các bạn cắt sẵn ra luôn, các bạn làm cho nó dễ.
À, còn tại mình muốn để mình dài như vậy mình chụp hình cho nó đẹp á, nên là mình để. Còn các bạn ở nhà mình làm á thì nên là mình cắt ra luôn. Ok, thì hy vọng là qua cái video này mình đã chia sẻ với các bạn cách làm kim chi tại nhà. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món ăn này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.